Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tô Đình Ngọc đây. Đồng tiền đi liền khúc ruột anh em như thể tay chân, và đồng tiền nó vô cùng sắc, nó cắt hết tình cảm anh em huynh đệ máu mủ ruột rà. Và trong cái câu chuyện, trong cái môi trường vàng tăng từ 2018 đến nay, và Tô Đình Ngọc thống kê theo vàng thế giới để cho nó có một con số thống kê khá là chính xác. Đối với 2018 thì vàng nó chỉ đạt 1.200 đô một ounce. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vàng đã đạt cái con số là 2.500 đô la một ounce, nghĩa là vàng đã tăng hết hơn 2 lần. Và trong cái câu chuyện giữa các cái mối quan hệ giữa anh em, bạn bè, huynh đệ thì không chỉ có chúng ta ở trong cái mối quan hệ này, mà liên quan đến những cái câu chuyện vợ con xung quanh. Và cái câu chuyện mượn vàng trả bằng vàng, mượn tiền trả bằng tiền, thì Tôn Ngọc sẽ chia sẻ lại để cho chúng ta cùng hiểu, để cho chúng ta không có thể tham. Thì khi chúng ta tham thì chúng ta sẽ cư xử sai, dẫn đến ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ bạn bè, anh em, huynh đệ. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Tôn Ngọc sẽ lấy cái thống kê từ 2018 đến nay ở cái loại hình đó là vàng thế giới, và đơn vị tính là ounce. Và đương nhiên thì những cái nhà đầu tư vàng hoặc là anh chị em chúng ta cũng biết rằng, đối với vàng thế giới đổi ra từ ounce, đổi ra cây và lượng, thì đương nhiên phải nhân với một cái hệ số là 1,2. Và ở trong mỗi một thời điểm giữa vàng Việt Nam và vàng thế giới, nó sẽ có một cái độ chênh lệch rơi vào khoảng từ 5 đến 20 triệu tùy vào từng thời điểm. Tuy nhiên thì trong cái bài phân tích này thì Tôn Ngọc sẽ lấy con số của vàng thế giới để cho chúng ta dễ hình dung câu chuyện hơn, bởi vì nó có một cái thống kê rất là rõ ràng bằng biểu đồ nên chúng ta quan sát nó dễ hơn. Và như anh chị em và các bạn biết rằng, đối với khoảng tháng 9 của năm 2018 thì vàng thế giới chưa đến 1.200 đô la một ounce, và đến thời điểm hiện tại thì vàng đã cán mốc 2.500 đô la một ounce, nghĩa là vàng đã tăng lên hơn 100% trong vòng từ 2018 đến bây giờ. Và chúng ta sẽ thống kê lại một chút, đối với tháng 9 của năm 2022 thì vàng nó chỉ đạt con số là 1.600 đô la một ounce, hay là tháng 9 của năm 2023 thì vàng là 1.800 đô la một ounce. Và tính từ tháng 9 của năm 2022 đến giờ thì vàng nó tăng là 56%, và tính từ tháng 9 của năm 2023 đến giờ thì vàng đã tăng là 38,8%. Và tất cả những cái thống kê trên thì Tuấn Ngọc muốn chia sẻ cho anh chị em và các bạn trong cái môi trường hiện tại, trong một cái câu chuyện địa chính trị khá là bất ổn như hiện tại, thì vấn đề cái câu chuyện vàng tăng thì đó là cái chúng ta đã trải qua ở trong cái thời gian vừa rồi. Và liên quan đến những cái hoạt động vay mượn giữa những cái bạn bè, anh em trong những cái mối quan hệ của chúng ta, thì đối với lại người Việt Nam chúng ta thì thông thường có những câu chuyện có thể là cho vay tiền thì trả bằng tiền, thì nó rất là đơn giản. Nhưng rất là nhiều cái giao dịch cho vay mượn nó không rõ ràng. Tuy cho vay bằng tiền nhưng là giữa hai người bạn với nhau ở trong một cái cuộc nhậu, thì cũng có thể nói rằng là tôi cho ông vay bằng tiền nhưng là nó sẽ quy ra vàng, và ông sau này ông phải trả cho tôi bằng vàng. Hoặc là bảo là tôi cho ông vay là vay hai cây, nhưng là tôi ở quê, ông ở Sài Gòn, thì tôi cũng không có thể gửi vàng cho ông trực tiếp được, nên thành là tôi có thể tôi bán ra thành tiền và tôi gửi tiền nữa vào cho ông. Và sau này thì cái câu chuyện giữa hai người bạn hoặc là những cái người anh em trong gia đình thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên nó có những cái nhân tố thứ ba, đó là vợ hoặc con vào. Thì cái câu chuyện là ví dụ như nếu mà 2018 vay vàng thì khi này thì vàng nó chỉ có 1.200 đô la thôi, thì đến thời điểm bây giờ thì giá vàng thì gần như nó đã tăng gấp đôi so với thời điểm 2018 rồi. Thì nếu mà bây giờ cái câu chuyện ngày đó mình vay 10 cây vàng, và 10 cây vàng ngày đó thì nó rơi vào khoảng con số ước lượng là 450 triệu đi, thì bây giờ 10 cây vàng thì nó sẽ rơi vào con số đó là nó phải rơi vào là 800 triệu. Và cái khoản chênh lệch giữa cái vàng với tiền thì nó rơi vào hơn 50%. Đối với một chỉ, hai chỉ thì rất là ít, tuy nhiên đối với con số 10 cây thì nó là một cái khoản tiền nó khá là lớn. Và ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng, nếu mà ở giữa những cái người đi vay và cho vay với nhau, mình không rạch ròi, mình không rõ ràng với nhau ngay từ đầu, thì dẫn đến đó là cái lòng tham ở trong cái câu chuyện 400 triệu ở đây. Và chúng ta sẽ hiểu rằng
khi mà mình khó khăn, người bạn mình, người anh em của mình cho mình mượn tiền thì đó là cái điều mình phải biết ơn người ta rồi. Và chúng ta phải rạch ròi ra cái câu chuyện mình mượn vàng mình phải trả bằng vàng, và mình mượn tiền và mình sẽ trả bằng tiền. Và đương nhiên thì nếu ở trong cái môi trường này, trong cái sự khó khăn như thế này, bạn bè giúp mình bằng tiền thì đó là chuyện rất là tuyệt vời, mà giúp bằng vàng thì cái câu chuyện khi mà vàng tăng thì mình phải chấp nhận cái vấn đề mình phải tính theo cái giá vàng tăng, thì đó là cái chuyện nó đương nhiên ở trong cái câu chuyện này. Và mình cũng phải hiểu và mình cũng phải giải thích cho những người xung quanh mình để mọi người cùng hiểu. Và khi hiểu như vậy thì mình hoặc là người xung quanh mình sẽ không có tham, và để duy trì giữ lại được cái mối quan hệ tình cảm anh em bạn bè như vậy. Bởi vì cái đồng tiền nó vô cùng sắc, nó có thể nó cắt đứt hết tình cảm anh em bạn bè huynh đệ máu mủ ruột rà, thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Bởi thế nên ông bà ta rất là thâm thúy với nói một cái câu chuyện anh em như thể tay chân, có nghĩa là tay có thể mất, chân có thể cụt, nhưng đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Nếu mà ruột mà đứt thì cái cơ thể chắc chắn là chết, còn một cái tay một cái chân đứt thì cái cơ thể đó vẫn là sống. Thì đó là những cái ví dụ rất là thâm thúy và rất là sâu xa của những cái thế hệ đi trước. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây có nhận được những cái giá trị gì từ cái thông điệp của Tony Ngọc thì vui lòng chia sẻ cho những cái người mà anh chị và các bạn thấy họ cần những cái thông tin này. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Cullen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.